Chào tất cả các bạn. Tôi là Su Jong Choi từ Hàn Quốc. Trước khi tôi bắt đầu, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Hội Siêu Âm Việt Nam đã cho tôi cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm của tôi ở đây. Tôi cảm thấy rất là tự hào. Và nội dung tôi muốn nói buổi sáng ngày hôm nay chính là siêu âm của khớp khuỷu, các cái cấu trúc giải phẫu cũng như là bệnh lý. Siêu âm khớp khuỷu thì nó khá là một cái khám nghiệm khá là đơn giản, bởi vì các cái cấu trúc chủ yếu là cấu trúc nông. Thế và tuy nhiên thì nó không phải lúc nào nó cũng dễ dàng đâu, bởi vì cái việc là hầu hết các cái cấu trúc nó rất là cong, nó không có thẳng. Và chính vì thế cho nên việc đặt cái đầu dò đúng vị trí của nó là thực sự khó khăn. Để làm thế nào để có thể bộc lộ được hình ảnh rõ ràng thì cái việc đặt đầu dò vào cái vị trí cũng như là thay đổi cái tư thế xoay trục của khớp khuỷu nó có vai trò hết sức là quan trọng. Đây là tất cả những cái đầu dò mà chúng tôi sử dụng ở đầu dò ở bệnh viện chúng tôi. Thường thường chúng tôi dùng đầu dò có tần số cao, đầu dò phẳng tần số cao. Các cái tư thế của bệnh nhân thì thường thường là bệnh nhân ngồi ở trên ghế hoặc là nằm trên bàn. Thường thường chúng ta để bệnh nhân ngồi bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể là trao đổi với bệnh nhân cái dễ dàng hơn cũng như là thay đổi cái tư thế. Khám siêu âm khớp khuỷu thì chúng ta cần phải khám các cái hướng khác nhau, hướng phía trước, hướng bên, bên ngoài, bên trong cũng như là phía sau của khớp khuỷu. Chúng ta có thể thay đổi tư thế tay của bệnh nhân như là ngửa hoặc là sấp. Và tất nhiên là cái mỗi một phần này thì nó có khá nhiều các cái chi tiết mà tôi cần phải chia sẻ với các bạn ở phần sau của bài báo này, báo cáo này. Đầu tiên thì tôi muốn đánh giá phần trước của khớp khuỷu. Phía trước của khớp khuỷu chúng ta đánh giá những gì? Chúng ta sẽ đánh giá cái khớp khuỷu, chúng ta đánh giá cơ nhị đầu và cơ cánh tay trước, sau đó đánh giá thần kinh giữa và thần kinh quay. Cái khớp khuỷu nó bao gồm có ba cái khớp, đó là khớp cánh tay quay, cánh tay trụ và quay trụ trên. Ở đây là hình ảnh cắt ngang, chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta nhìn thấy là hai cái lồi cầu của xương cánh tay. Đấy là cái dòng dọc xương cánh tay. Chúng ta nhìn thấy nó có một cái lớp sụn rất là mỏng đen đen ở phía ngoài, cho chính là cái chúng ta nhìn thấy cái viền sụn hết sức là rõ ràng. Hết sức là cẩn thận, đừng có bảo đây là dịch nhé. Đây trường hợp chúng ta cắt dọc, chúng ta cắt dọc theo hướng của xương quay, chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái cấu trúc xương, đây là cái chúng ta nhìn thấy phía trên là cái lồi cầu, phía dưới là cái xương quay, chúng ta có thể nhìn thấy cái dây chằng ở đây rất là rõ ràng, và chúng ta nhìn thấy ở đây nó có một cái bao thanh dịch ở đây, đôi khi nó có dịch. Đây là hình ảnh cắt dọc theo hướng của xương trụ, đây chúng ta nhìn thấy trên là cái dòng dọc và phía dưới là cái mỏm bẹt của xương trụ. Đôi khi là cái cấu trúc cái khớp giữa hai cấu trúc này không phải dễ dàng chúng ta có thể nhìn thấy trên siêu âm. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy một cái vùng mỡ ở đây. Đấy, trường hợp phía trước nó chính là cái cơ cánh tay trước. Có hai cái cơ chính ở phía trước của cẳng tay ở đây, chính là cơ nhị đầu và cái phần nông của cơ cánh tay trước. Ở phía trong của hai cái cơ này thì chính là cái thần kinh giữa, và ngay cạnh đó chính là động mạch cánh tay và bó mạch tĩnh mạch cánh tay. Chúng ta nhìn thấy đây là cái hình ảnh cái cơ nhị đầu nó nằm ở phía trước của cái gân nhị đầu. Chúng ta thấy biết là có một cái chẽ của cái gân nhị đầu, nó nằm trong phía dưới, phía sâu, và sau đó nó nối vào cái chỏm của cái xương quay. Đây là cái phần chúng ta cái hình ảnh siêu âm mà chúng ta cắt ngang qua tay, và chúng ta nhìn thấy phía trên nó chính là cái cơ nhị đầu, nó nhìn thấy nó chuyển thành cái cấu trúc gân. Đây chúng ta nhìn thấy động mạch cánh tay. Ở cái vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy là gân nhị đầu. Và tôi luôn luôn gợi ý là đến cái đoạn này thì chúng ta sẽ thay đổi cái hướng của đầu dò. Lúc này chúng ta nhìn thấy cái gân nhị đầu lúc ấy nó lại giảm âm cơ. Trong trường hợp này
chúng ta cần phải thay đổi cái hướng của đầu dò, không thì chúng ta có thể khó khăn có thể đánh giá được cấu trúc xa của gân nhị đầu. Đây chúng ta nhìn thấy hướng dọc, nhìn thấy rất là rõ ràng, nhìn thấy cấu trúc sợi của gân. Đôi khi là cái hướng cắt chách thì nó cũng có khá nhiều các cái tác dụng trong trường hợp đánh giá cái gân nhị đầu. Đây chúng ta trường hợp cho bệnh nhân xoay nhẹ tay gần như là sấp ấy. Và chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn cái gân nhị đầu. Bệnh nhân thì thường là sẽ sấp ngửa một chút thì chúng ta có thể nhìn thấy cái gân nhị đầu này nó sẽ thay đổi và dễ dàng chúng ta nhận thấy. Thế bệnh lý của cái vùng này thì gồm có những cái gì này? Thường thường chủ yếu nó chỉ là các cái viêm các cái bao thanh dịch cũng như là bệnh lý của gân nhị đầu cánh tay thôi. Nó có cái mối liên quan khá là chặt chẽ giữa cái gân nhị đầu cũng như là gân cơ cánh tay trước, cho nên ở đây nó có một cái bao thanh dịch ở đây. Một số trường hợp bị viêm hoặc là chấn thương hoặc là nhiễm trùng chẳng hạn thì chúng ta có thể là có dịch ở đây. Đây là một cái ví dụ một cái viêm bao thanh dịch của gân nhị đầu cánh tay. Bệnh nhân này bị đau là một người phụ nữ và sau khi là có dùng tay đánh con này bị đau. Chúng ta nhìn thấy đây cái gân nhị đầu và như đây là cái lồ cầu xương cánh tay, chúng ta nhìn thấy đấy, đây là cấu trúc của gân nhị đầu. Chúng ta nhìn thấy có một cái lớp dịch ở giữa cái xương quay và gân nhị đầu. Đây là cái hình ảnh cắt dọc cũng vẫn của bệnh nhân đó. Chúng ta nhìn thấy một cái ổ dịch khá là lớn ngay phía sau của gân nhị đầu. Đây chính là hình ảnh rách bán phần của gân nhị đầu. Thần kinh quay, thần kinh giữa, xin lỗi. Chúng ta cắt ngang, chúng ta nhìn thấy nó nằm ngay cạnh cái động mạch cánh tay thôi. Đầu tiên chúng ta phải nhìn cái động mạch cánh tay trước, sau đó nhìn thấy một cái cấu trúc nằm ngay bên cạnh nó. Khi mà động mạch cánh tay chia ra làm hai nhánh, động mạch quay và động mạch trụ, thì sau đó thì chúng ta nhìn thấy cái động mạch cái thần kinh giữa thì nó đi theo cái động mạch trụ. Đây chúng ta nhìn thấy đây là cái hình ảnh cái cơ sấp và chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh cái thần kinh giữa nó nằm ở ngay cạnh cái cơ sấp tròn và cơ sấp vuông. Và đôi khi giữa hai cấu trúc này nó thay đổi về mặt thể tích, nó hoàn toàn nó có thể chèn ép vào cái dây thần kinh giữa. Và khi mà xuống thấp hơn đi nữa thì cái thần kinh giữa nó đi vào cái khoang liên cốt. Và nó cũng có thể nó tách một vài các cái nhánh nhỏ, đặc biệt là cái nhánh về phía sau của cẳng tay. Nó rất là khó khăn có thể đánh giá các cái bệnh lý của thần kinh giữa nằm ở khu vực này. Bởi vì lúc này nó quá là nhỏ và nó quá sâu, cho nên chúng ta khó có thể đánh giá được bằng siêu âm. Và chúng ta chuyển sang khám thần kinh quay. Và cái thần kinh quay thì nó cũng chạy gần như là song song với thần kinh giữa, nhưng mà khi xuống một tầng ta dưới cẳng tay thì nó đi ra phía ngoài. Nó nằm ngay cạnh các cái cấu trúc gân cơ ở phía trước ngoài cẳng tay. Chúng ta có thể thấy nó nằm ngay cạnh cái gân của cơ cánh tay và nhị đầu, cơ nhị đầu cánh tay và cơ cánh tay trước và cái cơ sấp tròn. Sau đó nó chia ra làm hai nhánh là nhánh nông và nhánh sâu. Nhánh sâu là nhánh vận động. Đây là cái nhánh cắt ngang qua khuỷu tay, trước ngoài khuỷu tay. Đôi khi chúng ta có thể cần phải sử dụng siêu âm Doppler để chúng ta phân biệt giữa cấu trúc mạch máu và cấu trúc của thần kinh. Đây chúng ta nhìn thấy đây là thần kinh quay, nó nằm ở trong cái ống cánh tay. Chúng ta nhìn thấy thần kinh quay nó chia ra làm hai nhánh là nhánh nông và nhánh sâu. Cái nhánh sâu này nó đi ra phía sau. Hai cái nhánh này nó chia ra và nó đi xa nhau dần khi chúng ta cắt xuống thấp phía dưới.
Đây là cái video clip chúng ta có thể nhìn thấy các thần kinh quay. Thần kinh quay chia ra làm hai nhánh, chúng ta nhìn thấy. Và chúng ta nhìn thấy cái nhánh sau, nó đi ra phía sau. Đây là hình ảnh cắt dọc của cái nhánh sau, của nhánh sâu của thần kinh quay. Chúng ta có thể nhận ra đây là cái phần sau của thần kinh quay trên siêu âm. Một số trường hợp bệnh nhân bị dày các cấu trúc cơ ở đây. Thì với tình trạng này mà nó dày cái phần gần của cơ sấp, phần gần của cơ ngửa dài chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể chen bị cái thần kinh, cái nhánh sâu nó bị chèn ép. Khi chúng ta cho bệnh nhân bị xoay sấp hẳn tay xuống chẳng hạn, thì nếu trong trường hợp mà thần kinh giữa bị chèn ép thì nó gây tình trạng đau hoặc là bị tê. Trong trường hợp chúng ta siêu âm, chúng ta đánh giá cái kích thước của thần kinh, chúng ta nhìn thấy nó lớn hơn chẳng hạn, thì chúng ta cho rằng cái tổn thương của gân nó bị tổn thương thần kinh, xin lỗi. Và cái tổn thương này rất hay gặp ở trong cái ống thần kinh cánh, thần kinh quay, gọi là ống cánh tay. Ở trường hợp này thì người ta đánh giá là kích thước của thần kinh quay nó có vai trò rất là quan trọng cho việc đánh giá các bệnh lý thần kinh. Và chúng ta khi mà chúng ta đo cái kích thước của gân, chúng ta nhớ rằng nó cần phải nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 mm. Ông cái phần hết sức là quan trọng, chúng ta đánh giá cái lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Ở đây nó là cái vị trí bám của cái gân duỗi chung, gân duỗi dài ngón cái và các cấu trúc gân ở đây. Ở đây thì cái trong cấu trúc này thì cái gân duỗi dài ngón cái là cái gân nằm ở phía sâu nhất. Còn dây chằng là có ba cái dây chằng ở đây. Nó có cái các cái dây chằng bám từ lồi cầu ngoài cho tới các cấu trúc xương lân cận đấy. Chúng ta khám siêu âm phía ngoài, chúng ta cần bảo bệnh nhân là gấp nhẹ, gấp và ngửa cái cẳng tay ra, đặt cái đầu dò ngay phía trên của cái mỏm trên lồi cầu, và chúng ta có thể nhìn thấy gân duỗi chung ở đây. Thường thường là gân duỗi chung là nó tăng âm so với cấu trúc gân lân cận. Một số trường hợp chúng ta có thể nhìn thấy có một chút dịch ở đây. Cái cấu trúc dây chằng bên thì nó nằm ở ngay cạnh cái gân. Chúng ta thực sự là khó khăn để đánh giá các cái dây chằng bên ở đây. Và thực tế rằng là cái dây chằng bên này nó lại chia sẻ một vài các cái cấu trúc sợi đối với lại cái gân duỗi chung. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái gân duỗi dài ngón cái, nó nằm ở sâu nhất đây. Thực sự là chúng ta không nhìn thấy sự rõ rệt của các cái gân với nhau. Và chúng ta nhìn thấy đây là cái dây chằng bên. Dây chằng bên nó nằm bọc ngay sát cái phía trên của cái đầu của xương quay. Nhưng khi cho trong quá trình chúng ta làm siêu âm, chúng ta có thể bảo bệnh nhân ngửa tay ra hơn một chút, duỗi ra một chút, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái sự thay đổi của các cấu trúc gân và dây chằng. Viêm cái điểm bám gần trên gai hay là bệnh lý điểm bám trên lồi cầu của xương cánh tay, tôi xin phép có anh đứng ở phía trước cái cabin, đề nghị anh ngồi xuống ở bên cạnh. Xin lỗi. Đây là cái bệnh lý khá là hay gặp, mà thường thường hay gặp ở những bệnh người mà chơi tennis hoặc là sử dụng các cái cánh tay để duỗi ra. Đây là cái hình ảnh cái tổn thương hay gặp nhất ở vùng khớp khuỷu, bên ngoài khớp khuỷu. Các cái cấu trúc sợi hoặc là cấu trúc hạt trong trường hợp bị viêm là chúng ta có thể nhìn thấy ở trên giải phẫu bệnh. Khi mà siêu âm thì chúng ta có thể nhìn thấy gì? Chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái cấu trúc hết sức bình thường của cái gân duỗi chung. Trong trường hợp bệnh nhân bị tổn thương gân duỗi chung, chúng ta nhìn thấy là cái cấu trúc sợi nó bị gián đoạn lại, và chúng ta nhìn thấy có những cái vùng giảm âm
và các cái cấu trúc sợi này nó tăng giảm âm không đồng nhất. Chúng ta nên nhớ là chúng ta phải cắt song song với lại cái gân này thì cái hình ảnh nó sẽ rõ ràng rất nhiều. Đây là cái hình ảnh các cái vùng giảm âm. Trong trường hợp này, cái gân duỗi chung của nó bị rách hoàn toàn và chúng ta có thể thấy những cái vùng chứa dịch ở đây và nó không hề có cấu trúc sợi ở đây. Đây là một hình ảnh cùng một bệnh nhân. Chúng ta nhìn thấy cái dây chằng bên ngoài nó cũng bị rách. Và đây chính là cái tổn thương của điểm bám mọc trên đầu cầu xương cánh tay. Đây là cái tổn thương của dây chằng. Đây là phía trong của nó, chúng ta có cần phải đánh giá cái dây chằng bên trụ cũng như là dây thần kinh trụ. Ngược lại với lại cái phía bên ngoài của khuỷu tay thì cái phía trong khuỷu tay chúng ta chủ yếu đánh giá các cái gân gấp ở đây thì bao gồm có gân duỗi chung, rồi thì gân cái trụ, gân gân gấp riêng. Đây là cái phần sau của nó, chúng ta có thể nhìn thấy các cái dây chằng bên trong. Cái dây chằng bên trong nó có thể tạo nên một cái nền, một cái hãm rất là tốt đối với dây thần kinh trụ nằm ở trong cái rãnh dòng dọc khuỷu. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái dòng dọc của xương trụ. Chúng ta thì để bệnh nhân để ngửa khuỷu tay. Chúng ta đặt đầu giò nằm ở phía trong của khuỷu tay, ngay cạnh cái mỏm trên dòng dọc ấy, và chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái gân gấp chung. Và cùng với hướng nhìn đó, chúng ta có thể nhìn thấy phía trước đó của cái rãnh dòng dọc khuỷu. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái dây chằng bên trong. Nếu như chúng ta ấn mạnh một chút vào, chúng ta có thể đánh giá. Nếu chúng ta ấn nhẹ xuống chẳng hạn, thì cái phần mỡ hoặc là cấu trúc cơ lân cận nó bị đẩy ra ngoài, chúng ta có thể dễ dàng nhìn hơn cái cấu trúc dây chằng. Đây chúng ta nhìn thấy đây là cái dây chằng bên trong, và khi chúng ta ấn mạnh vào một chút vào phía trong của khớp khuỷu, chúng ta có thể nhìn thấy ở cái phần sau của cái dây chằng khuỷu nó rõ ràng hơn, nhưng tất nhiên không phải lúc nào nó cũng như vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái hình ảnh cái rãnh dòng dọc khuỷu. Cái tổn thương của cái nhóm gân gấp thì thường thường là hay gặp khi mà sử dụng quá nhiều cái gân gấp, đặc biệt là những người chơi gâu. Trường hợp này chúng ta thấy gì? Thường thường là cái tổn thương lặp đi lặp lại rất là nhiều mà sử dụng quá mức cái gân gấp chung. Và cái hình ảnh giải phẫu bệnh cũng như là hình ảnh siêu âm cũng như là các cổng từ nó khá là tương đồng với nhau. Thường thường cái tổn thương chủ yếu là cái tổn thương cái gân gấp chung và gân sấp, gân cơ ngửa. Đôi khi chúng ta có thể thấy cái tổn thương của gân kính trụ nữa. Đây là một ví dụ chúng ta có thể nhìn thấy cái tổn thương của cạnh cái lồi cầu trong. Đây là cái cấu trúc gân bình thường đây. Đây ở phía dưới đó, thì chúng ta nhìn thấy là gân gấp chung. Nó giảm âm ngay cái vị trí bám của gân vào trong mỏm trên dòng dọc. Đây trường hợp khác chúng ta nhìn thấy tổn thương cái vị trí bám của gân gấp. Đây là hình ảnh tăng tín hiệu trên cổng từ và nó dày lên cái cấu trúc của gân. Và cái hình ảnh này nó khá là phù hợp với cái lệ hình ảnh siêu âm. Và đây là cái hình ảnh chúng ta tái tạo cắt đứng dọc, chúng ta nhìn thấy cả một cái vùng gân rất là lớn. Nó dày và không đều. Đây chính là hình ảnh cái gân gấp chung. Trong trường hợp cắt ngang thì chúng ta thấy gì? Đây là hình ảnh họ fuse giữa cái hình ảnh cộng từ và siêu âm. Chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc gân rất là dày và không đều. Và cái cấu trúc tiếp theo đó chính là cái thần kinh trụ.
chúng ta có thể thấy thần kinh trụ ngay ở phía trước của gân cơ tam đầu. Đây là phía trước của gân cơ tam đầu, chúng ta nhìn thấy cái thần kinh trụ đây, nhìn thấy khá là rõ ràng. Và sau đó chúng ta cắt thấp xuống phía dưới, sau đó là nó đi ra phía sau trong. Đây chính là rãnh dòng dọc khuỷu. Và đây cũng là một cái view tương tự như vậy thôi. Chúng ta nhìn thấy ở phía sau, nó chính là cái một cái giải nằm ở trong rãnh dòng dọc khuỷu, chính là một cái cấu trúc gân của dây chằng. Chúng ta cắt thấp xuống phía dưới nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng cái trụ nằm đây. Đây là hình ảnh cắt dọc của thần kinh trụ. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái cấu trúc sợi rất là rõ ràng của thần kinh trụ. Cái hội chứng dòng dọc khuỷu là khá là hay gặp. Trong trường hợp này thì cái bệnh lý chủ yếu nó chính là chèn ép cái dây thần kinh trụ ở đây. Và khi các cái cấu trúc hoàn toàn có thể gây chèn ép, đó chính là cấu trúc xương của dây chằng, mà cấu trúc xương thường gặp đó chính là các cái mỏ xương ở đây. Và cái tiêu chuẩn phân loại của nó khá là đa dạng. Và thường thường chúng ta cần mô tả đo cái thần kinh trụ, nếu như là đường kính của nó trên 1,2 mm thì chúng ta cho rằng là cái bệnh lý này là bệnh lý của thần kinh trụ. Đây là một cái hình ảnh. Trên phim X-quang chúng ta có thể nhìn thấy cái sự thay đổi của xương và rất nhiều các cái cấu trúc mỏ xương ở lân cận khớp khuỷu cũng như là cái mỏm trên dòng dọc. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh trên siêu âm là cái thần kinh trụ bị các nằm rất sát với cấu trúc mỏ xương mà nó sưng to lên. Trông nó giống như là một cái xúc xích. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng siêu Doppler để nhìn thấy. Tôi vẫn muốn là bạn nào đấy bảo cái anh quay camera, anh có thể đứng dịch ra khỏi cái trường nhìn của tôi được không ạ? Bởi vì tôi không nhìn thấy gì ở phía kia cả. Và trong trường hợp này chúng ta thấy rằng cái tổn thương nó dày không chỉ là cái dây thần kinh trụ mà nó còn dày cả các cái cấu trúc phần mềm xung quanh thần kinh trụ, thì tôi cho rằng đây là trường hợp này bị cái tổn thương mãn tính rồi. Trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy cái đường kính của thần kinh trụ nó được tới 3 mm. Bệnh nhân này đã được phẫu thuật và đây là hình ảnh chụp của nó. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ thần kinh trụ nó bị sưng rất là to. Và cái phần cuối cùng là chúng ta đánh giá cái phần sau của khớp khuỷu, chúng ta sẽ đánh giá cái gân tam đầu ở các cái hướng cắt khác nhau, là hướng cắt ngang và hướng cắt dọc. Nó gồm có 3 cái bó để tạo thành cái cơ tam đầu. Thế và cái bó ngoài và bó dài thì nó tạo thành cái phần ngoài của gân. Và sau đó nó hợp lại trở thành một cái phần rất là, cái phần còn lại thì tạo thành cái bó sâu, nó bám vào cái mỏm khuỷu. Đây, trong trường này chúng ta nhìn thấy đây là cái phần cơ. Khi mà chúng ta xuống thấp hơn một chút nữa thì lúc bấy giờ là cái phần cơ nó tạo thành gân và nó tạo thành dày hơn một chút. Và chúng ta nhìn thấy vẫn còn một phần của cái bó trong. Và sau cùng nó trở thành gân hoàn toàn và phía thấp hơn một chút. Và chúng ta nhìn thấy có một cái vùng, một cái hố mỡ nằm ở ngay phía mỏm khuỷu. Đây chính là cái gân tam đầu đấy. Nó sẽ bám vào cái mỏm khuỷu. Đây là hình ảnh cắt dọc. Đây là các cái cấu trúc sợi bình thường của gân tam đầu. Chúng ta cũng có thể là có một phần sâu của cái bó trong, nó nằm ở phía dưới mà nó chưa tạo thành gân, nó nằm ở vị trí này. Và chúng ta cũng thấy có một cái hố mỡ rất là lớn nằm ngay phía mỏm khuỷu. Rách cái gân tam đầu rất là hiếm, nhưng đôi khi vẫn có thể gặp, đặc biệt là trong trường hợp bị chấn thương. Đầu tiên thì đây là một bệnh nhân, tôi không nhìn thấy cái tổn thương gì trên phim X-quang cả. Trên siêu âm thì chúng ta nhìn thấy là
thấy rõ ràng là cái phần bó trong của cơ tam đầu là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà chúng ta nhìn lên phía nông hơn thì chúng ta thấy cái tổn thương nó lại làm một cái mảnh xương nó lồi ra phía kia. Khi mà nhìn kỹ hơn thì chúng ta nhìn lại cái phim X-quang, chúng ta thấy rõ ràng là một cái tổn thương gãy bong màng xương ở cái vị trí bám. Đây là một cái hình ảnh rách của cái gân tam đầu mà chúng ta có thể nhìn thấy khi mà bệnh nhân bị gãy đầu dưới của xương cánh tay. Và cơ chế của nó thì khá là rõ ràng. Và khi mà rách bán phần của một cái gân tam đầu chẳng hạn thì đương nhiên nó sẽ bong, nó sẽ giật một phần của cái điểm bám của nó ra. Và thường thường chúng ta luôn thấy hai cái cấu trúc này nó đi với nhau. Thế đây là cái phần tóm tắt của tôi. Trong quá trình chúng ta làm khám siêu âm cấp cứu, chúng ta cần phải khám rất là đầy đủ, bao gồm tất cả các cái hướng khác nhau để đánh giá các cấu trúc bình thường cũng như là các cái cấu trúc bệnh lý. Rất là cảm ơn mọi người. Rất là xin lỗi mọi người là trong quá trình làm thì bị một số ảnh hưởng, cho nên là cái thông tin nó có thể có một phần nào đó thiếu đầy đủ. Nhưng mà trong quá trình làm thì tôi cũng rất mong các quý vị là thấy có camera phía trước hoặc là ai đó thì hạn chế đứng ở cái vị trí phía trước của tầm nhìn của tôi. Xin cảm ơn. Và bây giờ là một cái phần nữa thì cũng cùng một báo cáo viên thì bà ấy sẽ hướng dẫn, sẽ nói về cái siêu âm khớp cổ tay. Thank you.